Chào bạn Tri. Tri ơi, đây là buổi sáng ngày 18 tây tháng 8 2020. Giới thiệu nha, giới thiệu Tri xem nha. Đây là cái hai cái bồn này trồng khổ qua. Khổ qua, một cái bồn trồng hai cây. Cái bồn trồng hai cây mà tôi trồng tất cả là ở đây có 25 bồn á. Nhưng mà trồng được được 20 22 rồi, còn 3 bọn chưa trồng. 1 2 3. Cứ bọn 2 cây, trung bình 2 cây. Đây hai cây khổ qua. Hai cây khổ qua. Đây hai cây khổ qua. Khổ qua qua. Đây cái chỗ này thì mình ở sân thượng nắng nóng lắm. Nóng lắm, mình bỏ nước vô với phân. Phân thường tôi xài phân cá. Phân cá, phân đầu tôm, đầu cá. Bỏ đây. Không có tưới, từ từ nó rõ nước ra, cái phần rõ nước ra rồi mình múc mình tưới. Đây đây đó, nó nhiễu đây, nó tưới cái nào nó nhiễu nước thôi, nó nhiễu nè, nó nhiễu nè. Còn đây giới thiệu với bạn, đây là mướp. Mướp đây là trồng, hàng này trồng năm chậu, năm chậu, mỗi chậu hai cây. Đây lá mướp đây, mướp này trồng tốt hơn mướp mùa nắng. Mướp mùa nắng được trồng lá nhỏ xíu, mướp cây con mà lá bự như sợ. Bón phân ha, phân thì mình trước khi mình chiết gốc ra mình bón phân phân dơi với phân lân, đất cộng phân lân với phân hữu cơ dạng viên của Úc đó. Đây đây mướp đây, mướp đây, mướp đây, mướp đây, nó đây là chân thượng, cái bên ta cất nhà, cất nhà, nó nhà, đây chân thượng, đây là mướp, đây là mướp, mướp, thấy không, mướp đây nó, mướp, mướp, đây là cây chùm ngay mới trồng. Ngày lấy nước, lấy lá nấu canh. Đây là mướp. 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 Đây là mướp. Mướp. Xem ha, đi xem ha. Đây, nhà tôi đó. Bên đây trồng 7 bồn rồi. Rồi phía trước mặt 4 bồn. Nó leo hết rồi, 4 bồn, mỗi bồn 2 cây. Bên đây thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nên 10 bò. 10 bò trồng hết rồi. 10 bò. Ở bò 2 cây. Okay. Đây. Đây là mướp. Đây là mướp. Đây là mướp. Hôm kia là khổ qua. Chào bạn nha.